Đây là một trò vui chơi có thưởng của người Thái Lan. Trò chơi gồm có một cái bàn trên... Cô gái ngồi trên một cái bàn được kết nối với một hệ thống chuyển động. Đó, bên tay phải trên phía trên cao có cái, các bạn nhìn thấy cái điểm tròn tròn đó. Khi người chơi ném trúng vào đó là cái hệ thống chuyển động kết nối với cái bàn, nó sẽ làm cho cái bàn sập xuống và cô gái sẽ bị rơi xuống một cái thùng đầy nước. Cái thùng lớn đầy nước ở phía trong tạo ra cái tiếng cười vui giải trí. Đấy, từ khoảng cách 4 đến 5 mét là người chơi là ném vào. Các bạn nhìn thấy là đất nước Thái Lan, đây là cái khu Tây Vano, ngay trung tâm thủ đô Bangkok, khu Phao San. Nó giống như cái khu bùi biển phản ứng não của trong Việt Nam. Nhà người Thái người ta cũng đơn sơ, cũng nghèo, để các bạn nhìn xa đấy, không có sang trọng như Việt Nam mình đâu. Tôi nghĩ Thái Lan nó sang trọng, nó còn thua Việt Nam mình. Thái Lan chỉ được cái đường cao tốc, đường giao thông thì rất đẹp. Ở trước mặt cô gái là có một cái hàng lưới bảo vệ tránh trường hợp người chơi ném bóng vào mặt của người. Nhưng nói chung người Thái người ta lịch sự, người ta có ý thức. Đó, cậu bé này cũng tập ném. Có lẽ lần đầu tiên cậu chơi cho nước chơi trò này. Cậu mình ném được cái này ra. Đây là ngày lễ, cho nên là cô gái này hôm nay mặc tương đối kín đáo. Còn ở với cái khu du lịch thì những cái cô gái ngồi trên cái bàn này ăn mặc rất sexy, ăn nhún nhảy theo điệu nhạc rất là vui. Thủ lĩnh cũng chơi này. Ô, quá giỏi. Ôi lo cho nó tiền tu vậy.
ไปบอกไอ้ปาต้องไม่ใช่ปาไต้หวันไปมาแล้วนะมาให้โดนนะไปให้โดนมาโดนแจ้งตรงนี้ไม่โดนยังไม่โดนไอ้เนี่ยลูกโหเออพูดนะครับพูดครับเก็บมาขวาหน่อยน้ำข้าวสารของบ้ามากเลยมันมากเลยครับเบ้าด้วยครับเฮ้ยเมื่อกี้พี่เขาบอกนะให้คุ้มทักทีเขาจะเตะคุ้มแล้วนะขั้นตอนนี้นะเดี๋ยวที่เราเดินมานะยังเดินมาถึงแล้วงงๆนะอะไรวะเนี่ยนะครับวันนี้กินกันจากช่องวันที่ดีนะครับมาน้องไปตบผมแจกตัวมานะแต่งานเล่นง่ายๆเลยต่อแถวเลยเจ้าต่อแถวเลยเลยเลยสุดยอดเสียงตู้มเนี่ย